6 nè các bạn. Giờ Thủy này sẽ lôi chiếc phone này ra trước. 16:30. Mình lại xem chiếc Ford nè. Chiếc Ford 1 kéo cái chiếc máy cày con lên nè các bạn. Đây. Kéo chiếc máy cày chở ống nước với chở máy bơm này ra ngoài các bạn. Cái đường bữa nay sâu dữ anh. Anh sao là chiếc máy cày à? Toyota. Đây là chiếc 6600 này các bạn. Giờ 6600 lôi cũng không lên nữa. Anh sao nó đụng lường luôn rồi. Bây giờ sẽ nó đụng lường luôn anh. Đụng lường phải không? Bây giờ cái thằng máy ủi này sẽ lôi chiếc Ford này ra trước. Nó dặn kinh khủng luôn. Bây giờ sẽ lôi chiếc 6600 này ra trước nha các bạn, tại vì nó bị xuống bánh cái rồi. Thông số của iLoop này không ai xem không biết luôn thôi. Nó mất số rồi. Ông chưa leo lên mà. Các bạn thấy nó mạnh, coi nó mạnh rồi nha các bạn. Khủng khiếp lắm á. 30. 16:30. Rồi rồi. Vậy là cái thông số nhỏ tới 16:30 lên nha các bạn. Rồi giờ xong rồi chiếc 6600 này chạy lên. Tại vì đây là nó cát đó các bạn, nên là nó rất là dễ bơi ha. Nó rất là bánh nó dễ xuống đó. Ủa bữa nay cũng chở cà tuốt ngoại nữa anh. Anh chở cà tuốt vào lòng hồ ngoại các bạn. Bữa mình ra ngoài có gặp ảnh rồi. Chỗ này dơ nè các bạn, mình không có bước xuống được, sình ấy không à, nó cát á, cát nó trào lên trên nè. Đi đường Phúc. Rồi cái này không có thế quay các bạn ơi. Ủ quá, cái nó phức ở phía sau á. Làm sao quay ta? Phía sau đọc thiệt chứ. Hello. Không nổi rồi. Cú bô ta là 2022 các bạn, 2201. Đụng thằng nào đụng thằng này sao chịu nổi. Chút về đường kia đi. Hả anh? Chiều về đường kia. Đường này sâu quá rồi. 201 các bạn. Thằng này là ba máy một cầu. Chạy mấy bông nước quá trời luôn nè. Tại vì nó sâu quá đụng lường các bạn. Xe này nó có chế cái đầu cẩu anh sao đó nè. Là thấy giờ không? Còn chiếc 6600 này giờ vô. Ủa
anh giờ về nghỉ hả? Về nghỉ hả? Có ga nữa không? Đó các bạn, giờ anh về. Chả cái này là chả hâm mì đồ ra các bạn. Chả hâm mì, chả viêm ra. Đó, cái đường này. Đó. Đó, xuống chỗ nãy đó. Bạn thấy không? Ga có đen luôn nè. Đó. Sống. Kho 6.600 đó các bạn, hỏi sao mà có con Kubota này nó chịu nổi khúc đó. Kubota này dính khúc đó phải rồi. Với lại các bạn biết sao không? Nước càng ngày nó càng cạn á, là nên là đất nó sẽ càng ngày nó càng hít. À, con Kubota. Rồi, thằng này tiếp tục ủi nha các bạn.